Xin chào các bạn nhé. Hôm nay olimstore.net sẽ chia sẻ một cái nội dung mà gần như là tất cả mọi người làm thiết kế đều quan tâm. Đó chính là làm như thế nào để các bạn thiết kế có thể gia tăng thu nhập được từ website olimstore.net. Các bạn biết đấy, bên mình là bán các cái mẫu thiết kế dưới dạng là có sẵn đúng không? Các bạn chỉ việc tải về và chỉnh sửa để nó phù hợp với cái thương hiệu của các bạn. Và có rất là nhiều bạn, đa số là những bạn mà mới đi làm, có nhắn tin cho mình qua cái cộng đồng sáng tạo á, và có nhắc mình là đừng có nhắc tên các bạn vì các bạn ấy ngại. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chia sẻ công khai, nhưng mà mình sẽ không nói tên. Các bạn ấy có hỏi mình rằng là thế bây giờ em mua cái file thiết kế này về, sau đấy là em làm cho khách của em thì có được hay không? Và mình khẳng định với các bạn là chắc chắn là được, và mình khuyến khích các bạn như vậy. Olimstore.net là tập hợp tất cả các cái mẫu thiết kế mà nói chung là có nhiều phong cách thiết kế khác nhau, và các bạn sẽ thấy rằng là ít nhất trong khoảng vài trăm file của bên mình, các bạn cũng sẽ chọn được một vài các cái mẫu mà các bạn cảm thấy ưng ý và phù hợp với khách hàng của các bạn. Và mình muốn nhấn mạnh với các bạn một điều, đó chính là cái việc mà bên mình bán các cái mẫu thiết kế nhiều á, thì không có nghĩa là tất cả các cái khách hàng mà có nhu cầu thiết kế sẽ chạy đến với bên mình đâu. Rõ ràng là bên mình cũng có cái dịch vụ là sửa cho khách, nhưng mà chủ yếu mình hướng đến cái mục tiêu là sẽ giúp cho những cái bạn mà đang đi học này, hoặc là mới đi làm vì cái ngành thiết kế đồ họa tay nghề vẫn còn gọi là non kém một chút đúng không, chưa có thành thạo nhiều vì các cái phần mềm rồi các cái công cụ hỗ trợ, thì bên mình sẽ tạo ra những các cái file dưới dạng là file thiết kế, chuyển file gốc cho các bạn có thể chỉnh sửa được. Thì cái việc mà các bạn chuyển đổi từ cái file mẫu sang cái file cho khách hàng, đó là chuyện rất là nên làm đúng không? Đó chính là cơ hội của các bạn. Cái quan trọng nhất là các bạn sẽ học hỏi được các cái mẫu bố cục để cho các bạn có thể hiểu à tại sao người ta lại làm như vậy. Rõ ràng cái kênh Olim Design á, là bên mình đã chia sẻ khá là nhiều các cái nội dung mà gần như những cái nhà thiết kế khi mới ra trường thì gần như mọi người phải học hết những cái nội dung như vậy. Nên là cái việc mà bên mình có những cái mẫu, nhiều mẫu như vậy á, thì sẽ cung cấp đủ cho các bạn về các cái file thiết kế để các bạn có thể vừa học vừa làm. Và mình biết nhá, mình biết có rất là nhiều bạn thông minh, các bạn ấy có thể là tận dụng các cái nguồn tài nguyên như vậy, nó là sản phẩm cụ thể mà đúng không, thì các bạn sẽ chọn một vài mẫu, sau đấy là các bạn sẽ gửi cho khách hàng. Cái việc mà các bạn có mẫu cho khách hàng xem đó là một cái việc rất là quan trọng. Các bạn không thể nào mà làm một cách mù mờ nếu như các bạn chưa có hiểu rõ về cách làm đúng không. Vậy thì cái việc chúng ta sử dụng các cái mẫu có sẵn để chúng ta học hỏi và chúng ta làm cho khách nó sẽ rút ngắn thời gian, và chắc chắn là các bạn cũng sẽ rất dễ làm việc với khách hàng hơn. Và cái thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái phần chi phí. Ví dụ một cái mẫu banner bên mình bán với cái giá cao nhất là 88.000 một mẫu, thì rõ ràng khi mà các bạn chỉnh sửa cho khách thì các bạn phải lấy cái mức chi phí nó phải cao hơn. Tất cả những các cái mẫu thiết kế của bên mình nó đều là những các cái mẫu thiết kế đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn của mẫu thương mại điện tử, đảm bảo các cái yếu tố là nhìn chuyên nghiệp này, đơn giản này và nổi bật sản phẩm. Đấy là những các cái nội dung mà gần như nhà thiết kế khi mà các bạn mà làm cho khách là các bạn phải đảm bảo được các cái yếu tố đấy. Và rõ ràng là ở đây có rất là nhiều mẫu thì chẳng có lý do gì mà các bạn lại không chọn được một cái mẫu nào cả. Khi mà các bạn lên mẫu thì cái việc mà các bạn cần phải quan tâm là mục đích của khách hàng đúng không? Ở đây chúng mình có rất là nhiều các cái phong cách thiết kế khác nhau, nó sẽ cho các bạn có nhiều cái góc nhìn khác nhau hơn để thiết kế ra một cái sản phẩm. Cái bố cục thì chắc chắn ở đây mình nghĩ rằng là nó sẽ là gọi là cái kho thư viện rồi. Cái kiểu các cái hiệu ứng khác nhau nó làm cho bạn cảm thấy là có nhiều cái cảm xúc hơn khi mà các bạn thiết kế. Nó cũng là cái nguồn ý tưởng cho các bạn nếu như các bạn muốn là thay đổi các cái phong cách thiết kế đúng không? Ở đây thì bên mình làm các cái mẫu thì từ đơn giản đến phức tạp, mẫu kiểu gì cũng có luôn. Nên khi các bạn mà lấy file cho khách các bạn phải biết được rằng là cái gu của khách hàng, cái sở thích của khách hàng, để cho chắc chắn thì các bạn cũng nên cho khách hàng có cái cơ hội để chọn lựa, hoặc là cho khách hàng thể hiện được cái sự yêu thích của họ đối với các cái kiểu phong cách thiết kế khác nhau, thì các bạn sẽ chọn ra được những cái mẫu phù hợp. Và bản thân bên mình nếu như một cái mẫu thiết kế mới hoàn toàn, nó sẽ rơi vào cái mức phí là 350.000 cho một cái mẫu thiết kế. Vậy thì cái chi phí mà bên mình bán mẫu dưới dạng là mẫu có sẵn thì rất là hợp lý với các bạn rồi. Ở đây nhá, mình chỉ tính đơn giản với cái mức chi phí cao nhất là 88k đúng không? 88.000 đúng không? Thì bây giờ các bạn lấy cái mức 350, đấy là một cái mức chuyên nghiệp rồi, thì các bạn làm các bạn sẽ có cái phần chênh lệch ở đấy. Đấy là cái công sức của các bạn, chứ các bạn cũng không có làm cái gì nó sai trái cả. Ai đi làm cũng phải có lợi nhuận,
ai đi làm cũng phải có những cái mà chúng ta phải thu được về. Có thể nó sẽ là kiến thức, có thể nó cũng sẽ là cái lợi nhuận, và thông thường nó sẽ là cả hai. Mình nghĩ những cái bạn nào mà thường á, mình nghĩ là rất là nhiều bạn ở đây đang suy nghĩ rằng là với cái kho thư viện như vậy thì mình làm như thế nào để có thể tận dụng được đây. Vậy thì các bạn hãy áp dụng các cái mẫu này cho khách hàng của các bạn. Khách hàng của bạn thích thì các bạn hãy lấy cái mẫu này để làm cho khách, và cái phần chênh lệch của cái chi phí mua và cái chi phí mà các bạn thu cho khách chính là cái phần công của các bạn được trả một cách rất là xứng đáng. Bản thân mình khi mà mình mới tìm hiểu về cái ngành đồ họa cũng vậy, mình cũng tìm hiểu rất là nhiều các cái bố cục khác nhau để nâng cao tay nghề lên. Nhưng mà cái hồi mà mình mới làm thì làm gì có cái gì để tham khảo nhiều đâu các bạn. Nó gần như là mọi thứ là theo bản năng và cái kinh nghiệm mình tự tích lũy từ các cái đồng nghiệp của mình thôi. Chứ còn cái mẫu mà để gọi là nhìn vào để chúng ta học, để thực hành gần như là không có. Mình muốn tìm được những các cái mẫu thiết kế để có thể là đi làm CV chẳng hạn, mình gửi các cái mẫu mà mình đã làm hoặc là mình biết để mình làm được những cái mẫu như vậy thì gần như là không có. Cái thị trường dành cho ngành thiết kế đồ họa của mình cái thời điểm mình mới ra trường nó rất là ít, không có cái sự tham khảo, không có cái sự hướng dẫn, và gần như mọi thứ nó đều rất là sơ sài. Và mình cũng thấy rất là nhiều người khi mà không tìm được cái con đường đi của mình khi mà mới ra trường, xác định được mục tiêu, tìm được cái người hướng dẫn, tìm được những cái nguồn tư liệu thì đa số là mọi người sẽ bị gọi là chán nản, và nhiều người còn đã bỏ nghề cơ. Và bản thân bạn mình cũng bỏ nghề rất là nhiều. Và mình cho rằng là không phải là người ta đi học xong người ta bỏ là người ta muốn bỏ đâu các bạn, mà người ta không có cái sự hướng dẫn, định hướng, nên là cái việc mà theo đuổi cái con đường này nó sẽ rất là khó khăn. Các bạn cứ nghĩ rằng là chúng ta học xong, xong là chúng ta sẽ đi làm là xong, đúng không? Đó chỉ là một cái suy nghĩ của một người nói chung là không có cái sự phấn đấu gì cho cái công việc của mình thôi thì các bạn mới nghĩ như vậy. Nhưng mà các bạn muốn định hướng được cái lộ trình phát triển sự nghiệp của các bạn thì các bạn phải nâng cao tay nghề. Đấy là cái cách duy nhất để cho các bạn tiến bộ hơn. Có thể là tháng này các bạn sẽ làm cái mẫu, một cái mẫu đơn giản, nhưng mà khoảng 2-3 tháng sau các bạn làm một cái mẫu khác, và các bạn quay lại các bạn nhìn cái mẫu đấy, cái mẫu mà trước đó các bạn làm, các bạn sẽ cảm thấy là mình làm trông rất là ngu nghê ấy. Thì đó chính là cái mà các bạn đang tiến bộ. Và mình luôn luôn mong rằng là tất cả các bạn, các bạn là những người gọi là rất là trẻ, thế hệ Gen Z là các bạn có cái sự thông minh vốn sẵn của các bạn rồi, các bạn sẽ cập nhật được những cái mới. Và cái việc mà olimstore.net luôn luôn cập nhật mẫu mới là để giúp cho các bạn có nhiều cái nguồn cảm hứng hơn, nhiều cái nguồn tư liệu hơn, và đặc biệt là sẽ nuôi dưỡng được cái sự yêu nghề của các bạn ở trong đấy. Các bạn nhìn vào một cái mẫu mà các bạn cảm thấy là ôi bao giờ mình mới làm được như vậy, và mình nghĩ rằng là những cái nội dung mà bên mình đang truyền tải ở đây sẽ giúp các bạn đi một cái con đường nó sẽ ngắn bớt lại. Nên khi mà mình làm cái website là olimstore.net thì mình chỉ có một cái mong, gọi là một cái mong muốn nhỏ nhỏ, đó chính là các bạn sẽ nhắn tin cho mình và nói rằng là em đã tận dụng được rất là nhiều file của chị, và em có thể là nâng cao tay nghề này, em có thêm nhiều khách hàng. Và mình thấy cái điều đấy rất là tuyệt vời. Nên các bạn có cái câu hỏi gì mà muốn mình trả lời thì các bạn hãy comment ở phía phần bình luận nhé. Và các bạn nhớ ghé olimstore.net để cập nhật nhiều mẫu mới, đồng thời là ủng hộ mình, ủng hộ sáng tạo Olympus, ủng hộ Olim Design nhé. Tạm biệt.